và xin chào em đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình với lại Hùng sẽ tham quan cái map do chính Hùng xây nên, đó là map và Hùng đã mất mẹ 749 tiếng để có thể làm được cái map này cho anh em. Rồi, hôm nay thì mình sẽ chơi gọi là chế độ mẹ vua súng luôn. Cái map này Hùng xây trên cái nền diện tích bao nhiêu vậy? Nền diện tích là 96x96. Ủa thì sao vua súng vậy mẹ? Thằng mới thằng một đội vậy. Không, cái này tao đội mà. À vậy à? À vậy là cái bọn em nó nằm tầng trên, còn bọn phiến quân liên minh gì nó nằm tầng dưới. Thì kiếm nhau đi nhá. À. Vậy là cái khu này là gồm mấy tầng nhỉ? 3-4 tầng gì đấy em chả đếm nữa. Em xây lâu lắm. 96 mà cảm giác mắt hơi bé nhỉ. Ừ. Ui chết cha rồi. Ôi giời ơi, bị lỡ giết rồi anh Lộc ơi. Anh Lộc bên team em à? Ừ, anh team Hùng à. Ôi, sao Hồ sinh vào trên này vậy? Hồ sinh thì chết đây này chứ, chỗ nào nữa. Xong mình bò xuống dưới, xong bị giết lại bò lên là bò xuống tiếp. Rất là hay. Rồi. Rồi, anh hiểu được cái map đây ạ. Ui, còn cận chiến đấy kìa. Cái map đây là gồm 4 cái khu nhà công tầng. Và mỗi khu là cao chừng 5 tầng, tính cái tổng thượng nữa. À, đúng rồi. Nói không sai thì nó cũng đại loại nhờ như vậy. 80 kill này, vua súng là 80 kill này anh Lộc. Ừ, 80 kill. Chả biết chúng nó làm đâu mà bắn nhỉ. Cái map này thấy không? Lại là biết đâu bị giết 2 lần rồi ạ. À, kiếm được nhau trong tìm được nhau trong cái map này hơi khó đấy. Không phải đơn giản đâu anh em ạ. Nó nhìn nó bình thường thôi, nó kiểu như nó không có nhiều chi tiết, nhưng mà nghĩ ra được cái kết cấu hạ tầng này nó rất là khó đấy. Vậy. Ui thằng kia nó có súng ngon rồi. Đó, thì anh em nào muốn trải nghiệm map này? Hitman. Hiện tại là cái map của Hùng là full chế độ đúng không? Full tất cả chế độ gì trên đời dưới đất này có hết. Mẹ em có thể chế thêm vài cái chỗ thẩm du nữa, nhìn cũng hay lắm. Nhưng mà tìm được nhau là hơi khó đấy, 80 thằng chứ phải dễ đâu anh ạ. Giết 80 mạng chứ phải ít đâu. Rong sách đã nằm xuống. Vãi cả lời sách. Xem phía sách cho nhiều vào. Cái đoạn dưới này. Lối ngoài là thiên thạch, lối trong là nước. Sao đi trên thiên thạch bật máu ấy vui nhỉ? Thì nó không phải thiên thạch thật, nó chỉ làm đồ fake thôi. Anh Lộc đang thôi bóng cười à? Nghe nó rồi phò vậy. Hả? Ơ Hùng ơi, ơi. Ôi, anh tưởng nó bị ao nhóm gọi, tự nhiên thấy bị ao. Ui chết mẹ rồi. Lên đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn mấy chỗ. Anh phục vụ một cái điều là mình sẽ cái mắt trong cái phòng không có đèn thì bật sáng thôi. Thì anh em nhìn lên trần đi. Nó không hở mà, nó kín cái phòng này nè, phòng nhân đứng này. Ừ. Chỗ đoạn này thường là anh xây là anh lắp đèn không là nó tốt thôi luôn. Mà Hùng xây kiểu éo gì mà bật sáng được tài này. Tại vì VTC thương em anh Lộc. Lại chết. cái clip map mà map kiểu như là test map này chắc phải hơn 10 phút mới xong. Do map quá rộng đi. Bị chết rồi anh Lộc. Map này diện tích nhìn thì nó bé nhưng mà nó nhiều tầng cho nên cảm giác thì quái trưởng á. Úi. Triple kill. Kết thúc triple kill bởi TQ sói. Ok, hay là bị TQ sói nó giết.
anh Lộc mà xuống tầng 1 nhanh thì cũng dễ thôi, chỉ lượn lượn cầu thang mấy phòng rồi xuống à. Ui yếu. Nghe đâu mà có lợi anh Lộc. Hai mươi lăm, hai mươi chín đấy kìa. Nhảy xuống mất máu, nhưng mà em thấy có chỗ nhảy mà. Không, từ trên nóc vậy không có đoạn này. Ui, long sách. Cái sách. Một bãi long sách thì còn một lớp sách nữa. Còn mấy ông còn la đây. Ui. chơi map này hơi nản anh Lộc ạ. Tại vì lần đéo nào hồi sinh cũng nằm trên hoặc xuống ở dưới tận đít tìm được địch và bắn thì hơi khó đấy. Có à? Nãy giờ anh học hồi sinh dưới à? Ừ, anh vừa mới đi xuống dưới. Úi lại nữa. Cực kỳ là khó chơi. Thợ xây giỏi đấy. À. Anh toàn làm như xem map làm mẫu rồi không có đi thử xây được map này thật luôn. Mình chỉ biết trước thôi. Ừ, như này mà không giết được nữa thì thôi chắc em quỳ. Có mấy thanh niên cứ nằm phía ngoài đợi nhau bắn thôi. Long, úi long lại long kia anh Long. Long ở ngoài đấy. Anh Lộc ơi, tí lên đây em chỉ cho chỗ nhảy xuống này. Nhưng mà nhảy xuống một phát là mất hơi nhiều máu. Không, cái lớp hồi sinh nó đang bắt tử ấy, mình nhảy xuống luôn là không mất. Ui, thông minh vậy. Chỗ nào, từ trên nóc đúng không? Ừ, trên nóc, đây này, em đi chỗ màu xanh xanh này, anh Lộc nhìn thấy không? Mấy thằng thẩm du ngoài này em biết hết. Đó. Em thiết kế cái map này mà tại sao em không biết được những chỗ đấy? Em ở trên nóc đây. Anh Lộc đây này, em bên này em từ đây em tí. Đây. Anh đây, Lộc thấy bên góc này có một cái bục có hai chỗ không? Hai vạch không? Nhưng mà đứng trên này làm sao mình nhảy? Nhảy qua được, nhảy qua đây này, nhảy qua đường này. Ở góc à, này đây, này. Đây, ừ. Rồi, bây giờ mới để ý thấy cái đoạn chỗ có hai cái bục. Bét con mẹ ở trên này luôn rồi. Cái này bắn luôn này. Công nhận hay. Một cái lối rất là hại não luôn anh em ạ. Đó, ngay từ đầu mình biết cái lối này, ngon rồi. Rồi, không xin lên luôn, nó trên bắn xuống này. Nhiều thanh niên ở dưới bắn lên, nhưng mình cũng sắp mặt lồn đấy Lộc ạ. Rất là sắp mặt luôn. Không, giờ nó rút, mấy thanh niên rút kinh nghiệm rồi kìa, không chui rồi xong đấy. Ý lại chết. 49 đến 43 anh Lộc thấy không? 15 phút một cái map này là quá bình thường. Thanh niên này. Có thằng chết cho chơi ấy cho này. Ui. Đâu rồi quên mẹ cái lối nhảy rồi nhỉ. Nhảy theo kiểu tắt thì mất nhiều máu quá. Mất gần trước đây. Còn hơn là nhảy theo một phát dựng đứng xuống. Tắt hết mấy cái điểm này hết. Không làm sao tắt được chứ. Lại sao móc đít. Cái map này là chuyên bị một là bị móc từ sau này, hai là đối với cam sẵn này. Em nhảy từ trên xuống dưới là mất tầm 40 máu và còn 69 và 31 máu hay sao?
chưa đâu hết rồi. Ai biết thì đang bị mắc rồi, chắc thằng tầng mấy đấy. Đủ chọc mù mắt tao đi. Chưa xong, có hình là phá đảo được cái map này kìa. Cái bọn liên minh á, hồi sinh ở đâu? A à, đây rồi. Ui. Anh Lộc nhảy nhanh kiểu gì cũng thể nào kịp được cái dây hồi sinh. Ô oh. Có gan mà đòi bắn nó thì nó hơi khó đấy. Thằng mấy giờ không bắn chết nhảy xuống cũng chết à. Úi bị bắn, úi bắn. Trời ạ. Thế mình thảm du như thế mà vẫn bị lộ. 74 tiết rồi, 74 mạng trên độc. Không có lợi thế ở đâu. Công nhanh nhưng mà chết sớm. Công nhanh mà mất nửa máu rồi công gì nữa. Đi, tôi phải bảo Queen rồi. Khó khăn lắm, em chơi map của em mà em hài não mà. À, thực sự thì cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn kênh truyền hình, cái gì quên mẹ này nhỉ, à Sàm Le TV, Sàm Le Channel đã phỏng vấn mình, có nghĩa là có buổi test map mình trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Okay, bye bye, bye bye anh ạ.